Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời, Ngài đã tạo dựng nên các tầng trời, Ngài cũng tạo dựng nên biển và các sinh vật ở biển, và đồng thời Ngài cũng tạo dựng nên đất và tất cả các sinh vật trên mặt đất. Tất cả những tinh thể trên trần thế này có trách nhiệm phải tôn vinh thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng rất tiếc rằng con người là một tạo vật khôn ngoan hơn tất cả các sinh vật được tạo dựng trên trần thế này. Nhưng con người đã không tôn vinh thờ phượng Đức Chúa Trời mà lại tôn vinh thờ phượng những tạo vật mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên. Con người đã thờ phượng con chuột, rồi con người cũng đã thờ phượng con khỉ, và đồng thời con người cũng đã thờ phượng con rắn, con bò là những tạo vật mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên để cho con người có thể sinh sống và tồn tại trên mặt đất này. Nhưng con người đã ngu dại mà quay qua thờ phượng những tạo vật mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên. Lạy Chúa, xin Ngài tha thứ những khuyết điểm trên đời sống của con người của chúng con, để rồi con người của chúng con ý thức và biết được sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo con người khôn ngoan hơn hết tất cả mọi sinh vật ở trần thế này. Con người có trách nhiệm phải tôn vinh thờ phượng Đức Chúa Trời. Dầu con người sống trên trần thế này đôi lúc gặp những cảnh khốn cùng, khó khăn, thì con người cũng phải biết hạ mình xuống trước mặt Ngài, tôn vinh thờ phượng Ngài, để Ngài ban cho những nhu cầu cần thiết trên đời sống của con người. Xưa kia bà Anne là một người đàn bà có bản tính khiến cho mọi người sủng ái, yêu thương. Bà được chồng yêu thương, bà được tất cả mọi người yêu thương, nhưng trong đời sống của bà lại son sẻ không có còn. Bà đã hạ mình xuống đến cùng Đức Chúa Trời, cầu xin cho ba Đức Chúa Trời ban phước cho con đòi có một đứa con, và có đứa con này để rồi dâng hiến nó trọn đời cho Đức Chúa Trời. Quả thật sự yêu cầu của bà đã được đáp trước Đức Chúa Trời đáp ứng và ban cho bà một đứa con trai. Bà đặt tên là Samuel, nghĩa là con trai này là một đứa con biết phần lòng. Và qua đời sống của Samuel, đúng như ý nguyện của bà, sau khi thâu nôi, thả đem Samuel lên đền thờ để dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Và qua đời sống của Samuel đã là một tấm gương tốt cho tất cả mọi người, và thấy rằng Đức Chúa Trời đã đói thương bà anh em, Ngài đã ban cho bà 4 đứa con, 5 đứa con nữa. Bà chỉ cho Đức Chúa Trời mượn 1 đứa con mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời đã đáp ứng lại 4, 5 đứa con sống quánh quẩn bên bà. Quả thật là một đời sống có phước. Lạy Chúa,
xin cho tất cả mọi người của chúng con biết yêu thương Ngài và chúng con biết tôn vinh thờ phượng Ngài. Và chúng con biết hầu việc Ngài, dầu trong hoàn cảnh nào, chúng con cũng biết trông cậy Ngài. Vì khi chúng con trông cậy vào nơi Ngài, thì chúng con sẽ không thiệt thòi và chúng con sẽ có một đời sống phước hạnh. Chúng con cảm tạ Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Dạ, xin cảm ơn tôi tới Chúa và xin chào tất cả quý ông bà anh chị em cùng tất cả con cái Chúa, và chúng ta đến với Chúa ở trong nhà công việc khải tượng toàn cầu này. Nguyện xin Thánh Linh của Chúa là tiếp tục ở cùng với mỗi đời sống của chúng ta, chúc phước và thêm sức cho mỗi đời chúng ta được mạnh mẽ, vui mừng và chúc tán danh của Chúa. Và nếu như quý vị ông bà anh chị em nào ở gần khu vực quận Cam, và chúng tôi cũng xin mời quý vị đến và nhóm lại thờ phượng với chúng tôi ở tại địa chỉ 8461 Đại lộ Garden Grove, thành phố Garden Grove, California. 8461 Đại lộ Garden Grove. Và chúng tôi có mặt ở đây vào tối thứ 6 hàng tuần, tối thứ 7 hàng tuần lúc 7 giờ tối, và cũng như vào sáng Chủ nhật lúc 11 giờ sáng bằng tiếng Anh. Và xin Chúa Ngài ở cùng với mỗi đời sống của chúng ta, và xin mời quý vị có thể đến nhóm với chúng tôi, thờ phượng với chúng tôi, ngợi khen Chúa với chúng tôi, và cùng nhau cầu nguyện cho khải tượng 20%. Hầu sẽ có một sự tăng trưởng 20% dân số sẽ đến tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm vua và làm Chúa trên cuộc đời của mình. Chúng ta hãy hướng vào người kế bên chúng ta, hãy chào hỏi trước khi mà chúng ta sẽ đến với Chúa trong sự ngợi khen. Chúng ta hãy chúc tán danh của Chúa, quý vị đã chuẩn bị để ngợi khen và thờ phượng Chúa. Hãy chào và xin chào Chúa Ninh cũng đã đến với chúng ta trong buổi tối hôm nay. Mình xin Chúa Ngài cũng thêm sức và ban ơn cho thánh đời sống của Chúa. Rồi xin Chúa ở cùng với tất cả quý bà anh chị em chúng ta có mặt ở tại đây ngợi khen Chúa, chúc tụng danh của Ngài. Hallelujah. Nếu mà anh chị em nào đang thờ phượng của chúng tôi trên mạng, quý vị cũng có thể chia sẻ những cái video mời các người bạn gia đình của chúng ta đến để chúng ta ngợi khen và thờ phượng Chúa của chúng ta. Hallelujah. Và bài hát nói rằng vì cứu Chúa của chúng ta tiến quân, và khi mà Chúa tiến quân thì chúng ta là đoàn quân của Chúa, là thánh quân của Chúa, chúng ta sẽ đi theo ý muốn của Ngài và sự hướng dẫn của Ngài để tiến chiến sự. Hallelujah. Để chinh phục nhiều linh hồn tội nhân, để chúng ta sẽ đem đến sự giải cứu của Chúa, sự chữa lành của Chúa cho muôn người. Hallelujah. Vì cứu Chúa ta tiến quân lập trận, tình bên thánh Chúa dũng mạnh uy quyền, sự bình yên của Chúa chiếu sáng khắp mọi nơi. Vì cứu Chúa ta tiến quân lập trận, tình bên thánh Chúa dũng mạnh uy quyền, sự bình yên của Chúa chiếu sáng khắp trên mọi nơi. Hạ quân khá thanh, hát cho sự thật trận, gửi khen Chúa với đã thăm Ngài ban trò. Không vũ khí nào có thể chống cự được ta. Hạ vũ ca thanh, hát cho sự thật trận, gửi khen Chúa với đã thăm Ngài ban trò. Không vũ khí nào có thể chống cự được ta. Đấng Thống Linh đang chiến mang thắng chính Chúa Giêsu, và ta sẽ cứ tin Ngài trước trong Ngài. Chẳng ai có thể chống nổi ta nơi thiên chiến. Đấng Thống Linh ban chỉ mang thắng chính Chúa Giêsu, và ta sẽ cứ tiến theo bước trong Ngài. Chẳng ai có thể chống nổi ta nơi thiên chiến. Đấng Thống Linh ban chỉ mang thắng chính Chúa Giêsu, và ta sẽ cứ tiến theo bước chân Ngài. Chẳng ai có thể chống nổi ta nơi thiên chiến. Cùng nhau tiến bước trong quân của Ngài, sự đắc thắng ở nơi nam nguyện Ngài. Hãy mạnh mẽ tiến chiến đấu mưa Chúa ban cho. Vì cứu Chúa ta tiến quân tình bên thánh Chúa dũng mạnh uy quyền, sự bình yên của Chúa chiếu sáng khắp trên mọi nơi. Cùng nhau tiến bước trong một đường Ngài, sự đắc thắng ở nơi nam nguyện Ngài.
hãy mời mẹ thiên chiến đấu với chúng ta cho ta. Vì cứ Chúa ta tiến quân lập trận, tình bên Thánh Chúa dồn mạnh uy quyền. Sơ mê thiên quân Chúa chiếu sáng khắp trên mọi thắng trận, lời khen Chúa ơi đã thắng ngài ban cho. Không vũ khi nào có thể chống cự được ta. Đã không linh ta chỉ mang thắng chính vua Giêsu và ta sẽ cứ tiến theo bước chân ngài. Chẳng ai có thể chống nổi ta nơi tiền chiến. Đã không linh ta chỉ mang thắng chính vua Giêsu và ta sẽ cứ tiến theo bước chân ngài. Chẳng ai có thể chống nổi ta nơi tiền chiến. Đấng không nên ta chỉ mặt thắng chính vua Giêsu và ta sẽ cứ tiến theo bước chân ngài. Chẳng ai có thể chống nổi ta nơi tiền chiến. Chẳng ai có thể chống nổi ta. Đời sống của chúng ta sự đắc thắng chính trọng thuộc về Chúa và sự đắc thắng của Chúa dành cho mỗi đời sống của chúng ta em. Bởi tâm của Chúa là đang thiên nhiên và chẳng có núi có thể ngăn trở hành trình của chúng ta, chẳng có điều gì có thể ngăn trở hành trình của chúng ta khi Chúa ngài dẫn dắt mỗi đời sống của chúng ta em. Có núi ngăn trở hành trình con chân tuổi nhỏ ta tao chưa mà nhìn lên chẳng sẽ Chúa Giêsu Christ tuổi này ta phải rời đi. Hallelujah, không bởi quyền bởi năng lực bởi đại quyền thánh linh muôn đời, không bởi quyền bởi năng lực bởi đại quyền Chúa ban cho người. Đôi cao kia sẽ bị đôi rơi, đôi đôi kia sẽ bị đôi rơi. Đôi cao kia sẽ bị đôi rơi, bởi đại quyền thánh linh muôn đời. Đôi cao kia sẽ bị đôi rơi, đôi đôi kia sẽ bị đôi rơi. Đôi cao kia sẽ bị đôi rơi, bởi đại quyền thánh linh muôn đời. Sống sâu càng trở hành trình con chân, sống rộng và sâu chưa mà vừa tới sau khi ác chi đôi liền con đường qua bên bờ kia. Hallelujah, không bởi quyền năng lực bởi đại quyền thánh linh muôn đời, không bởi quyền bởi năng lực bởi đại quyền Chúa ban cho người. Đôi cao kia sẽ bước chân lên, sẽ bị đôi rơi, đôi cao kia sẽ bị đôi rơi, bởi đại quyền thánh linh muôn đời. Đôi cao kia sẽ bị đôi rơi, đôi đôi kia sẽ bị đôi rơi, đôi cao kia sẽ bị đôi rơi, bởi đại quyền thánh linh muôn đời. Khi mà chúng ta đang gặp những nguy nan thử thách trên đời sống của chúng ta sẽ chẳng sợ hãi gì, bởi vì chính Chúa ngài đang ở cùng với chúng ta và chúng ta đang chăm xem Chúa Giêsu Christ ngài là cội rễ của đức tin cho mỗi đời sống của chúng ta. Vì cái đó mà chúng ta được vững chí bình an và chúng ta được vui mừng ở trong danh của ngài. Hallelujah. Khi con đang gặp nguy nan thử thách, con sợ và quên hãi chăng? Nhìn lên chẳng xem Chúa Giêsu Christ, con đường vững chí bình an. Hallelujah, không bởi quyền bởi năng lực bởi đại quyền thánh linh muôn đời, không bởi quyền bởi năng lực bởi đại quyền Chúa ban cho người. Đôi cao kia sẽ bị đôi rơi, đôi đôi kia sẽ bị đôi rơi.
quyền với năng lực và đại quyền thánh linh muôn đời, phong bởi quyền với năng lực và đại quyền Chúa ban cho người. Đôi cao kia sẽ bị đổi rơi, núi đồi kia sẽ bị đổi rơi. Đôi cao kia sẽ bị đổi rơi và đại quyền thánh linh muôn đời. Tin duy một Giê-xu quyền năng, Chúa quyền cuộc phong của cô. Lòng ta khát khao với con nào sơn, để Ngài sẽ mở đường. Alleluia, con bởi quyền với năng lực với đặc quyền thánh linh muôn đời, con bởi quyền với năng lực với đặc quyền Chúa ban cho người. Đôi cao kia sẽ đi đôi rơi, đuôi đôi kia sẽ đi đôi rơi. Đôi cao kia sẽ đi đôi rơi và đang quyền thánh linh muôn đời. Công bố, chúng ta sẽ cùng nhau công bố. Ta tin duy một Giê-xu quyền năng, Chúa quyền cuộc phong quyền cuộc. Lòng ta khát khao với phong nào sơn, để Ngài sẽ mở đường đi. Alleluia, con bởi quyền với năng lực với đại quyền thánh linh muôn đời, con bởi quyền với năng lực với đại quyền Chúa ban cho người. Đôi cao kia sẽ bị đổi rơi, đôi đồi kia sẽ bị đổi rơi. Đôi cao kia sẽ bị đổi rơi và đặc quyền thánh linh muôn đời, không bởi quyền với năng lực và đặc quyền thánh linh muôn đời, không bởi quyền với năng lực và đặc quyền Chúa ban cho người. Đôi cao kia sẽ bị đổi rơi, đuôi đồi kia sẽ bị đổi rơi. Đồi cao kia sẽ bị đổi rơi và đặc quyền thánh linh muôn đời. Đồi cao kia sẽ bị đổi rơi, đuôi đồi kia sẽ bị đổi rơi. Đồi cao kia sẽ bị đổi rơi và đặc quyền thánh linh muôn đời. Nhau công bố, giơ tay lên và công bố rằng đôi cao kia sẽ bị đôi rơi, đôi đồi kia sẽ bị đôi rơi, đôi cao kia sẽ bị đôi rơi bởi đại quyền thánh linh. Đôi cao kia sẽ đi đôi rơi, phải đôi đôi kia phải đi đôi rơi. Đã đôi cao kia đã đi đôi rơi bởi đại quyền. Quyền thánh linh của Chúa và tất cả những sự ngăn trở trong mỗi đời sống của chúng con sẽ bị cất đi ra khỏi đời sống của chúng con. Và cho chúng con biết rằng bởi
sự thăng tiến của Ngài và mỗi đời sống của chúng con được tiếp tục, được ở trong nhà của Chúa và thờ phượng Ngài và chúng ta danh của Ngài. Chúa giờ này chúng con đến với Chúa, chúng con cầu xin thánh linh của Chúa ngài ngự trị ở giữa mỗi đời sống của chúng con. Chúng con cầu nguyện xin tiếp báu của Chúa Jesus Christ ngài bao phủ mỗi đời sống của chúng con. Xin Chúa ngài thánh hóa đời sống của chúng con và xin Chúa ngài tha thứ tất cả những tội lỗi trên đời sống của chúng con. Chúa chúng con cho mỗi đời sống của chúng con được bước vào ở trong sự hiện diện của ngài. Chúng con thấy được sự vinh quang của Chúa đang được bày tỏ ở tại nơi này. Hallelujah. Chúa chúng con được nghe tiếng phán êm đềm của ngài. Chúng con được kinh nghiệm quyền năng và phép lạ của Chúa trên mỗi đời sống của chúng con. Hallelujah. Chúa chúng con cảm ơn ngài. Chúa chúng con được đưa mình ở nơi cha ái từ. Chúa cảm ơn Chúa cho những kỳ ân mà ngài đã ban cho mỗi đời sống của chúng con. Và trên con đường mà chúng con đi luôn có ngài ở cùng với mỗi đời sống của chúng con và đôi tay của ngài luôn chở che mỗi đời sống của chúng con. Chúa ơi, ai trong bọn con đang có những sự mệt mỏi nặng nề, ai trong con đang có những vấn đề đang thiếu đức tin và đang có những sự hoài nghi trên mỗi đời sống của chúng con. Chúa giờ này chúng con cầu nguyện xin thánh linh của chúng ngài vào ngài ở tại nơi đây, xin ngài cùng tràn cái mỗi lòng của chúng con và kéo chúng con đến gặp của ngài nhiều hơn nữa để chúng con được hưởng phước hạnh của Chúa, được ở trong nhà của Chúa, được ở trong sự hiện diện của ngài. Hallelujah, hallelujah. Chúa chúng con ngợi vì khen ngài, chúng con cảm ơn ngài. Khi nương mình nơi trái từ hương sao kỳ âm ngài đã ban cho, trên con đường đi luôn có ngài, đôi tay ngài chở che hoài. Khi đưa mình nơi trả thù, hãy đưa mình mỗi đời sống của chúng ta ở trong tình yêu của ngài, trong sự thành kính của ngài. Hãy nuôi dưỡng, hãy để tình yêu của Chúa tiếp tục nuôi dưỡng mỗi đời sống của chúng ta để chúng ta được bước đi mạnh mẽ ở trong ngài. Hãy bày tỏ đã lòng của chúng ta, sự khao khát của chúng ta. Hãy đến với Chúa. Hallelujah. Khi đưa mình nơi trái từ hương sao kỳ âm ngài đã ban cho, trên con đường đi luôn có ngài, đôi tay ngài chở che hoài. Sống giữa thế gian giàu có nguy nan, vấp vỡ khó khăn chung kiếm theo cha, từng bước xin cha soi đường, xin cha thương ơn ban trên đời sống. Xuống bước lên trên hoa màu đầy xin ta, nguồn nước mát tươi trong ơn cha ra sao. Chúa yêu ơi, lòng ghi âm hoài. Ơn cha khi bao tháng ngày, trên linh trình con cầm Chúa luôn luôn. Ôi lên hình con khao khát ngài, chăm xem lời Chúa đêm nay. Hỡi Chúa thánh lên ngài nhận tâm con, nhớ đến đấng xưa theo thoáng hy sinh.
biết bao đổ ra dòng nguyện muôn thu phòng nhỏ. Con xin theo đôi chân lượt dòng nguyện. Một lần nữa hãy bày tỏ cái lòng của chúng ta nói với Chúa, cho chúng con ao ước được ở trong sự hiện diện của Ngài, cho con cảm nhận được tình yêu của Chúa, cho chúng con nghe được tiếng của Ngài. Xin Ngài dẫn dắt chúng con bước đi ở trong đường lối của Chúa. Cho chúng con cầu nguyện cho những sự phạm tội trên đời sống của chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài giúp mỗi đời sống của con đã đắc hạnh những sự to lớn trên đời sống của chúng con. Có những điều gì làm trong lòng của chúng con có những sự nặng nề, Chúa trong danh của Chúa Jesus Christ chúng con công bố những sự nặng nề phải lui ra khỏi mỗi đời sống của chúng con. Ai trong phòng hôm qua thì em con có những cơn đau, những sự đau đớn, những sự bền tâm ở trong thân thể của mình, và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ chúng con công bố tất cả những sự đau đớn đó phải liền khỏi thân thể của chúng con, và những sự bền tâm đó đã được chữa lành ở trong danh của Chúa Jesus Christ. Hallelujah, Chúa chúng con cảm ơn tình yêu tuyệt vời của Ngài. Trong mỗi một ngày chúng con lại càng kinh nghiệm Chúa nhiều hơn nữa. Xin con được, xin lại kéo chúng con, kéo chúng con Chúa. Kéo chúng con đến với Ngài, gần Ngài nhiều hơn nữa. Cho con nghe được tiếng hơi thở của Ngài. Hallelujah, Chúa chúng con ngợi khen Ngài. Khi nương bên nơi trái thương, hương sao kỳ âm Ngài đã ban cho. Trên con đường đi luôn có Ngài, đôi tay Ngài chớ theo cha, quyết xưa đức tin từng bước xin cha soi đường, xin cha thương ban ở trên đời sống. Hãy Chúa thánh lên, Ngài nhà
thật tâm con. Nhớ đến đấng xưa theo con hy sinh, huyết máu đổ ra dòng huyết của cô con nhỏ. Con xin theo đôi chân lượng dòng huyết. Chính lòng nhân từ của Chúa đã khiến cho mỗi đời sống của chúng ta được hối cải. Và chính sự tốt lành của Ngài sẽ kéo mỗi đời sống của chúng ta đến gần với Chúa nhiều hơn nữa. Và khi chúng ta hát bài hát này, chúng ta sẽ cầu nguyện: Chúa ơi, bởi sự tốt lành của Ngài, Ngài đã kéo chúng con và Ngài đã cho chúng con được trở nên làm con cái của Ngài. Cho chúng con trung tín trong sự kêu gọi và trong niềm tin mà Ngài đã ban cho mỗi đời sống của chúng con. Và cho mỗi đời sống chúng con được mạnh mẽ để chúng con có thể chia sẻ lời của Chúa cho những người ở gần chúng con, cho gia đình của chúng con cái của chúng con, bạn bè chúng con, người thân láng giềng của chúng con. Chúa ơi, lòng nhân từ của Ngài khiến con hối cải, sự tốt lành kéo con đến gặp Ngài. Hòn kia Ngài kêu gọi con xóm Chúa ơi, ấm huê Ngài khóa lòng con thay. Mỗi phút giây con cùng hình danh Chúa con
chúng con với Chúa và nói rằng xin nhớ tên ai con đời đời, xin tốt lành ai con đời đời, ân điển của ai con đời đời và con mãi. Xin nhớ tên ai con đời đời, xin tốt lành ai con đời đời. Vui vẻ hầu việc Ngài, đó là niềm vui mừng đối với chúng con.
để chúng con không hối tiếc khi chúng con bỏ qua cơ hội. Chúng con đã tạ ơn Ngài. Cầu xin Chúa cất ra khỏi chúng con người xác thịt của chúng con, trong lời nói, hành vi, cử chỉ của chúng con không đẹp ý Ngài. Nhưng Chúa cho chúng con có những cái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Để qua đời sống của chúng con, những người xung quanh họ cũng sẽ nhìn biết chúng con là con cái của Ngài. Và qua đời sống của chúng con, danh Chúa được trả sáng, để chúng con đem sự cứu rỗi của Chúa đến cho mọi người. Và Chúa ơi, chúng con mong muốn cho họ được cứu như chúng con. Chúng con thường nhớ đến dân tộc Việt Nam của chúng con trong sự cầu nguyện và giới thiệu về Chúa cho họ. Xin Chúa thăm viếng dân tộc Việt Nam chúng con, cất ra khỏi sự cứng cỏi trong họ, cho họ có sự mềm mại, đón nhận tình yêu của Chúa. Nhiều người được cứu để có sự tăng trưởng 20% dân số tiếp nhận Ngài, để họ thờ phượng Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Bởi vì một linh hồn được cứu quý hơn cả thế gian, là dù nào, dù gặp thời hay không gặp thời, Chúa cho chúng con cứ giới thiệu về Chúa cho họ. Kết quả Chúa sẽ làm. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúa ơi, xin Chúa Ngài cũng giờ này con cũng mời. Chúng con tin chắc rằng Chúa đang hiện diện ở đây với chúng con. Chúa đồng hành với chúng con. Xin Chúa tuôn đổ quyền năng nơi nhà cầu nguyện này. Xin Chúa đổ đầy ơn phước trên, cũng xin Chúa đổ đầy ơn phước trên mục sư quản nhiệm cho xưa, để lãnh đạo hai hội thánh tiếng Anh và hội thánh tiếng Việt được sự phát triển nhiều. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa cũng ban mọi ơn phước cho những người tham gia trên mạng thờ phượng Chúa với chúng con, để rồi họ cứ tung tín thờ phượng Ngài của chúng con trong khi mỗi buổi tối thứ sáu và thứ bảy. Chúng con cảm ơn Ngài. Rồi xin Chúa cũng ban phước cho sáng mai thứ bảy mỗi tuần có buổi truyền giảng ở liều trại ở tại Santa Ana. Xin Chúa cho nhiều người đến tham dự. Xin Chúa cũng ban cho mọi tiết mục chương trình và lời Chúa rao ra bắt phục người nghe tiếp nhận Ngài. Chúng con vui mừng và tạ ơn Ngài. Chúa ơi, xin Chúa cũng nhớ đến mỗi một người có mặt ở nơi nhà cầu nguyện này. Xin Chúa thêm sức mới, ban niềm vui, sự bình an để hết thảy chúng con biết ơn Chúa, và chúng con cứ trung tín thờ phượng Ngài. Xin Chúa cũng chữa lành và thêm sức cho những người đau yếu. Xin Chúa cũng nhớ đến cô Tâm hiện còn ở tại bệnh viện. Xin Chúa Ngài cũng sớm chữa lành cho cô Tâm, để Tâm được sự chữa lành từ nơi Ngài, trở về để thờ sớm thật sớm trở về để thờ phượng Chúa với chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Rồi chúng con cũng nhớ đến trong lúc đang học ở trường đại học, thì hôm nay sắp tới là kỳ thi, cho nên cháu không về để thờ phượng Ngài được. Cũng cầu xin Chúa Ngài ở cùng cháu, Chúa cũng thêm sức cho cháu, và Chúa cũng cho cháu có sự khôn ngoan thông sáng trong sự học để kỳ thi được kết quả nhiều. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Bây giờ này chúng con cũng được nghe lời Chúa qua mục sư cho Chúa chia sẻ. Xin Chúa sức dầu thắng trên mục sư, và Chúa lời Chúa rao ra kiếm chị Nam, để xin cho mọi chúng con đón nhận lời chúng con, làm theo lời của Chúa để đời sống chúng con luôn được phước và được may mắn trong con đường của chúng con. Cho Ngài chúng con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa tiếp tục ban phước cho bây giờ còn lại được phước hạnh từ nơi Ngài, khi chúng con ra về lòng chúng con vui mừng và chúng con cứ ham thích đến để thờ phượng Ngài. Chúng con
cảm tạ Chúa nhiều lắm. Chúng con giao mọi sự từ tới từ Chúa và hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen.